Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi câu cá trôi chép chấm gofi hiệu quả dễ làm nha các bạn. Thì hôm nay là thứ ngày thứ sáu, mình sẽ làm cái bài mồi này để ngày chủ nhật mình đi câu. Coi như là chiều thứ bảy mình đi câu đến chiều ngày chủ nhật. Đó, hy vọng sẽ test mồi thành công để kiếm được vài con cá nó hấp dẫn quay cho mọi người xem. Thì hiện tại là mình đang có là mè mình đã rang cháy như thế này đó, có hai lạng mè đang cháy và có ba lạng đậu phộng rang cháy như thế này đó. Hai nguyên liệu mè với lại đậu phộng đây, còn đây là cám tanh 30 ml. Cái cám tanh này rất là tanh nha các bạn, tanh mà kiểu mà tanh thơm á, chứ không phải là kiểu mà tanh ngắt luôn, tanh mà có hương vị thơm rất là dễ chịu đó. Đây, cá mà viên nhỏ như thế này nè. Đó. Đây là mình có là 1 ký nha, 1 ký cám tanh nha. Tại vì bây giờ là trời nó mưa xuống rồi á, nước nó rất là nhiều và cá nó sẽ thích ăn cái mùi tanh hơn là cái mùi chua. Nên mình vậy mình sẽ cộng cái mùi thơm và mùi tanh chung với nhau. Kèm theo đó là ít hai ống cái phần xê sủi cam tạo độ hăng và cái tạo cái độ chua này luôn. Tự nhiên luôn chứ không có mà không có ủ nha. Thì cái mồi này mình sẽ trộn thêm khoai lang và trứng vịt nữa là câu được rồi. Bây giờ mình sẽ cho 1 ký cái cám tanh 30 ml này vô trong đây. Đó. Tí luôn. Đó. Cái này là mình để pha ché thôi, chứ mà còn nguyên chất nó còn không nổi đâu các bạn. Nó nhiều lắm. Nặng mùi. Đây là cái xe sủi chanh. 20 viên luôn. Đó. 20 viên sủi chanh luôn. Phần này mình để nguyên vạt này mình xay không có nhuyễn được, mình sẽ bẻ nó làm hai. Đó, bẻ làm hai ra. Đó. Cái này là cái hương thơm cộng khét, cộng tanh, cộng chua và cộng hăng. Đó. Cộng hương dâu luôn. Để làm mồi câu cá. Trôi chép chấm gofi nó được hiệu quả hơn. Tỷ lệ lên cá sẽ cao hơn. Hy vọng mình test demo này sẽ có cá quay cho mọi người xem để mọi người làm thử, để mọi người đi câu cùng lên cá với mình. Đó. Đây. Sủ này cứ bẻ làm hai ra vậy là ok. Đó, 20 viên. Cái này mình còn có khoảng vài viên thôi, không còn nhiều. Đây là cái phần xê sủ cam nha, tạo cái độ hăng nha các bạn. Nè, cái phần sủ cam này còn 3 6 9 10 viên. Còn 10 viên cái xê sủi cam để tạo cái độ hăng. Ok, cũng được. Nhiêu đây được rồi. Cái mồi này chủ yếu là để mình làm thính nha. Cái mồi này của mình là có thể câu được câu đài, lục và lăng xê nha. Tất cả luôn nha. Đó. Câu ở ngoài sông cũng được, câu ở trong hồ tự nhiên cũng được. Câu ở hồ bán tự nhiên cũng được. Còn hồ vụ mình chưa có thử nên mình không có quyết định được. Đó. Còn đây là cắm chim. Cắm chim này mình sẽ cho hai gói cắm chim. Mình cho cắm chim này vô trong đây á, để cho nó có độ tơi ra khi mình xay nó được nhuyễn hơn, đều hơn, chứ không có gì hết. Đó. Bạn cho một hoặc hai gói cũng được. Nhưng mình sẽ cho một gói đi. Cho hai gói thì gói này để mình trộn mình câu, cho một gói thôi. Ở đằng kia mình còn ít cái cắm heo á. Để tí mình sẽ nhuyễn ra mình trộn mồi mình câu chung với lại đây luôn. Pha chế thêm vô nữa để mình câu, để được nó ok mồi hơn nha các bạn. Cắm chim nè, một gói cắm chim nha. Cho nó tơi, nó tơi. Cái phần cái này xay rất là khó luôn. Tại vì hạt nó rất cứng và nhỏ nữa. Đó, kèm theo đó là đậu phộng với xê sủi nữa. Xay khó lắm. Nên mình phải trộn thêm cắm chim nữa nên mình cho nó dễ xay nha các bạn. Đây là D1. Mình sẽ cho một gói D1 vô. Đây là nguyên liệu cuối cùng của bài mồi. Còn phần mà đi trộn mồi á, thì khi nào mình đi câu á, ra ngoài điểm câu á, mình sẽ có một cái video trộn mồi riêng cho mọi người xem và test mồi ngoài đó luôn. Đó. Có cá lên. Như coi thử coi có lên được cá hay không, và lên được những là cá gì. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ trộn đều rồi. Trộn lên nữa là xong. Có một cái mồi rất là mới luôn. Để đi câu cá.
Thì mình nghĩ là một gói cắm chim bỏ vô đây không biết là nó có đủ để mà hòa pha trộn để cho nó đều á, cái mình xay được á, nó không bị dính cối á các bạn, chứ không sợ gì hết á. Mình chỉ sợ mà khi mình xay ra nó bị dính cối thôi chứ không sợ gì hết. Đó. Thì mình nghĩ là một gói cắm chim không đủ đâu, mình sẽ cho nó 2 gói cắm chim luôn. Tại vì cái phần mà cắm tanh 30 ly này rất là khó xay, mình phải pha trộn thêm cám vô nữa mình mới xay được. Rồi cho 2 gói cắm chim luôn nha các bạn. Đó. Nói chung lại là cái mồi này của mình nó không có rẻ tiền, cũng trăm mấy ngàn á các bạn, không có rẻ đâu. Tại vì cái phần mà cắm tanh 30 ly kia á đã giá cũng hai mấy ba chục ngàn ký rồi, cắm chim cũng 12 ngàn hay 12 k ăn gói rồi, xì xủa ống cũng mười mấy 20 ngàn ống rồi. Tàu phộng thì 20 k, mè cũng thì 20 k. Đó thì nói trước cho các bạn để các bạn làm mồi biết trước, là tại vì có những số bạn á thấy mình làm mồi nó tốn nhiều tiền quá nên các bạn cũng mắc cũng hỏi là giá cả như thế nào và làm mồi này có được cá gì và câu lên được cá không và có câu đài có lục hay là có lăn xê gì được không, thì mình trả lời là có nha, câu lục đài lăn xê được ok hết nha, tùy theo chỗ các bạn như thế nào đó thôi. Đó. Còn chỗ mình là hồ tự nhiên, cá rất là khôn, rất là nhát ăn và cây cối ở dưới đó chà gốc rất là nhiều, thì rất là khó câu cá nha các bạn, nên mình mà làm mồi phải cầu kỳ lên, bởi vậy lúc đó cá nó mới ăn đó chứ không phải là gì hết. Rồi ok, bây giờ mình xong rồi đó, bây giờ lượt mình đem mình đi xây mồi nè. Đó, mình đã chuẩn bị sẵn cái máy xay đây. Đây là cái máy xay của mình, máy xay này mình mua cũng được 2 năm rồi đó, mua được 2 năm rồi để dùng xây mồi cho mọi người xem. Đây đây là bịch để mà mình đựng cám, còn đây là cái son để đựng. Bây giờ mình sẽ xây nhuyễn này ra cho mọi người xem đó, thực tế luôn, video của mình nó thực tế nha các bạn. Đó, mồi cám như thế nào mình chọn sao mình quay lại cho mọi người xem thôi. Ok. Ok nha các bạn. Thì sau 20 phút mình đã xây xong cái hết cái phần cám này rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho nó ráo đi. Đến ngày chủ nhật mình sẽ đi câu và làm một cái video test cái bài mồi này cho mọi người xem. Ok. Còn ngày hôm nay là cái video mình hướng dẫn quay trước cho các bạn xem để về cái bài mồi này của mình. Đó. Cái mồi này trộn ít khoai lang, cắm chim, trứng. Như vậy là có thể câu được rồi. Trứng vịt nha các bạn. Đó, trộn với cắm chim với cái này với lại trứng đều một là câu được nha các bạn. Ok. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích cái video này cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt.